Được không? Nhiều đây 3 triệu, mày mượn 5 triệu. Mượn 5 triệu ăn Tết thôi. Không được. Không có. Nên thôi. Quan trọng là nghĩa sao em. Vậy? Đúng không? Tình nghĩa mình trên hết. Đúng rồi, tình nghĩa là trên hết. Tiền bạc đâu có quan trọng. Không có quan trọng. Có 3 triệu, mượn 3 triệu. Thôi con dẹp đi. Nghĩ sao vậy? Thôi, thôi. Đó mới rút 3 triệu, kêu lên cho mượn 3 triệu. Không có thì thôi, không có tiền thôi. Tiền bạc làm nó dễ ăn lắm mà, dễ kiếm lắm hả? Quan trọng thì tại Tết nhất tới nơi không có tiền gì cũng mệt chứ bộ. Tết nhất thì gì, Tết nhất mình mượn tiền ai cho mượn? Thì thôi không mượn nữa. Mượn gì mà sẽ mượn, mượn gì đó không mượn. Bội. Tiền bạc nó dễ kiếm lắm hả? Muốn mượn là mượn. Nè, không cho mượn mà đừng có xài xẻ nha. Tết nhất tới nơi để anh ta làm ăn kiếm tiền. Biết Tết nhất tới nơi rồi. Anh nhớ anh không cho em mượn nha. Nhớ cái mặt em nha. Đợi em giàu lên nha. Lũ nó đừng có mượn tiền em ăn Tết nè. Cái mặt của em nè, anh nhớ cho kỹ nha anh Hà nha. Anh nhớ anh không cho em mượn tiền nha. Anh nhớ cái mặt của em nha. Ok. Gì mà la lớn âm sờm vậy? Hey, giấu gì vậy? Đừng giấu. Thấy hết rồi. Giấu kia mất công ăn nhột. Chứ khỏe hen. Tôi khỏe, tôi từ máy ATM tôi thấy mấy người từ trong máy á, mấy người rút tiền ra, mấy người tới đây. Tôi thấy hết rồi đó. Rồi sao? Dạ, con bận việc về sớm. Đứng lại, ngồi xuống trả tiền nợ đi. Ủa nợ gì chính? Trời đất ơi, nó nợ tôi mà hỏi tôi nợ gì chính. Mày nghe không Tân? Nó nợ tao mà nó hỏi tao nợ gì kìa. Ủa? Tèo mấy người mượn tôi mà bây giờ mấy người hỏi như vậy đó hả? Mấy người mượn tôi, mấy người nó chính ơi, chính cho con mượn tiền để con đi làm môi giới buôn bán bất động sản gì đó. Con mượn tiền mua quần, mua áo, mua cặp táp, mua giày, mua dép, mua mắt kiếm cận để nhìn cái giống người ta. Mới có tháng nhiêu giờ quên lẹ vậy. Chợt nhớ lại rồi, nhắc mới nhớ. À, mình thiếu nợ thì mình phải trả đúng không? Đúng rồi. Dạ cho. Mình là con người mà. Dạ đúng rồi, cho nó lẽ phải luân thường đạo lý. Đúng rồi. Dạ. Ối ra đi. Trả nợ thì trả. Trả nợ phải vui nha. À, dạ. Tao vui. Trả nợ là mặt buồn đó. Con đang vui chính. Trả nợ mà được khóc cho mày. Con đâu có khóc được chính. Trời bây giờ mày trả chứ sao phải trả à? Dạ. Bữa mượn 2 tờ giờ trả 2 tờ. Bữa mày mượn 2 tờ màu xanh mày ơi, trời đất ơi mày làm chắc tao khùng. Dạ, 2 tờ màu xanh. Dạ. 2 tờ màu xanh. Mày có điếc không? Dạ, 2 tờ màu xanh. Mày sao quần hoài để tao lấy cho một tờ nè, dạ. 2 tờ nè. Trời đất ơi, mượn người ta thì mượn ngọt lắm. Tới hồi mà trả cái lại như không muốn trả vậy. Tiếp mày. Trả tiếp. Mày trả gì nữa trời? Tiền nhà. Ở cho nợ qua Tết đi để dành tiền ăn Tết chứ. Trả đi con ơi. Đừng có để tao chửi rủa. Nghe cái gì con mình xả hết trong cuối năm nay đi. Bây giờ tiền nhà mày không trả. Chẳng lẽ mới đầu năm đầu tháng mùng 1 cái tao gõ cửa phòng mày tao đòi tiền nhà. Xui lắm, kinh nghiệm người đi trước nè nha. Nợ mà để đầu năm tao đòi là coi như là cuối năm không bằng ăn gì được hết. Chính cạn tàu ráo máng vậy luôn nữa. Không phải, chính giúp đỡ con đó. Chính giúp đỡ con năm sau làm ăn được á. Để đừng có xui xẻo đó hiểu không. Cái miệng tao mà chửi là coi ghê lắm. Bây giờ ý, giúp lắm. Con xả xui đó. Ừ. Đây đóng tiền nhà luôn, xả xui đúng không. Xả xui thì xả xui. 1 triệu. 1 triệu. Bo luôn 200 ngàn. Bo luôn 200 ngàn cho thôi, tiền thôi, nãy thôi, giờ. Thôi trả 200 ngàn không có bo gì đây á. Không cho luôn 200 ngàn tiền uống nước nãy giờ. Công đòi nợ, công mà soạn văn suy nghĩ rồi tốn công tốn sức phọt ra những cái câu từ ngoài đó. Đừng nói nữa tao lấy. Trời nó nhiều quá. Rồi xong. Ngồi mình nữa đi. Bây giờ cảm giác không có thích ngồi chung. Không có muốn ngồi chung. Ngồi chung cảm thấy mình bị bức rứt, mình bị bực bội. Bây giờ mày muốn chửi gì cũng được á, tao im cho mày chửi. Không mấy cho lại 200 ngàn nữa được. Bỏ đi con. Mày bo sợp quá, mày xin lại gì nữa. Thằng nữa chui ra đây. Một thằng nữa chui ra đây. Dạ. Làm gì vậy? Nãy... Mày tính lấy mũi khoan, mày khoan cho tao chết đi, tao điện giật cho tao chết đi để mày khỏi nghe tiếng đòi nợ hả? Có, tại chồng tao nãy giờ bận, nãy giờ con khoan cái mũi. Mày khoan cái gì tao đâu nghe tiếng khoan đâu. Mày trốn tao thì nói đại đi. Có. Đừng có tưởng là tao không biết nghe. Trời ơi, tao là chủ nợ mà. Chủ cho vay tiền góp mà, chủ nhà trọ mà. Con nợ nào xa tao không biết hết á. Rồi trả tiền nhà tháng này thì con thiếu hoài. Tao biểu mày đi theo dõi bà Tư sao rồi? Thì bữa giờ chính thấy đó, bà Tư có qua đây đâu con theo dõi. Thôi rồi giờ bây giờ tiền không có mà có đỡ cái mũi khoan đi. Tao tán à.
Trời ơi, chứ bây giờ lấy cái mũi khoan này là của nhà của con Duyên nha. Tao lấy đó, đổ thừa tao cấp. Tao biểu mày đi theo dõi đi, rồi để tao trừ tiền nợ cho mày. Mà mày theo dõi không xong gì hết á. Rồi bây giờ tiền mày cũng không có, mày trả mày đưa mũi khoan trừ hả? Bây giờ nghe tao hỏi nè, bà Tư không có cái con Duyên đâu? Nhỏ đó hả? Ừ. Trời, đừng nhắc cho nó. Nhỏ đó làm như nó cháu gì Tư mà. Nó thích thì nó tới, nó không thích nó không tới. Bởi vậy nhất thân gì thế, bởi con nè, con là cực nè, trong xóm nè, trong nguyên cái xóm này luôn, trong cái tiệm cà phê này con là cực nhất. Con quần quật cả ngày, nội mà ở trong nè, con là từ cái đinh hả, cái hộp cát trong đây con cũng là người khoan, con cũng là người quét. Trời ơi, có thấy ai cực như con chưa? Mà đã vậy không có tiền mà Tết nhất tới nơi rồi, bây giờ có người lại đòi nợ nữa. Chắc con không sống nổi luôn qua 30 Tết này, con nói thiệt á. Nè, tao đâu phải đòi nợ mày đâu, tại là mày thiếu tiền nha. Nó là tao không đã là cho mày không thả để mày đi theo dõi bà Tư, mày làm không được tao phải đòi. Thôi giờ đừng có than, bây giờ tao cho mày một con đường sống, tao sẽ không đòi nợ mày nữa, nhưng mà mày làm phi vụ khác cho tao. Phi vụ gì? Không được giỏi gì Tư hả? Không phải giết người. Bỏ mũ khoan xuống. Theo dõi con Duyên. Theo dõi bài Duyên. Ừ, được không? Sẵn sàng. Con Duyên. Được không? Dạ được. Ok. Ok. Nhất trí. Một anh trai đẹp, đẹp, da trắng, tóc vàng, người ngoài quốc kết bạn với tôi. Ủa vậy thôi hả? Ừ. Ủa, trai kết bạn có gì đâu mà đổi đời. Ủa, nè, tôi á nha, kể từ ngày hôm nay nha, tôi sẽ nói chuyện thường xuyên với ảnh, rồi hai đứa sẽ tâm tình, tâm sự, rồi lúc đó tình cảm nó sẽ đi đến lúc nào không hay. Trời ơi, là tôi có cơ hội lấy chồng ngoại quốc rồi. Mà nếu ở ngoại quốc á thì tôi đâu còn ở đây nữa đâu. Là ở bên kia thì có phải là cuộc đời tôi từ ở đây mà đi qua bên kia là đổi đời đó. Trời ơi, bà nội, bà tính xa, thiệt xa vậy luôn đó hả? Chứ sao? Ờ, người ta ở bên kia người ta có biết tiếng Việt không? Ủa thì tôi với ảnh nói chuyện với nhau, tôi không hiểu cái gì thì tôi dịch ra rồi tôi nói chuyện cũng được vậy. Ờ, chắc bền lâu đó, vậy là đổi đời luôn đó. Ủa, cái hình của anh đẹp quá nè, trời ơi, đẹp quá. Mẹ trai thấy ớn à? Kệ tôi. Cái gì nữa? Nè nè, you beautiful, ảnh khen tôi đẹp nè, trời ơi. Tôi nói mà nghe, trai mà người ta vô Facebook người ta khen mình đẹp á, nhiều khi là người ta khen xã giao, bà hiểu không? Lịch sự á. Cái gì? À, ảnh khen tôi trẻ nè đúng không? Cái từ này là trẻ nè đúng không? Trời ơi, thấy chưa? Người ta không những khen đẹp mà khen trẻ. Trời ơi, anh đó nghe không? Có một cái nhìn nhận đúng đắn để tôi viết lại. Nhiều khi người ta thảo mai, người ta nói vậy thôi chứ phải là sự thật đâu. Trời ơi, bà... cái gì nữa vậy? Cái này là gì vậy? Dịch thằng tôi đâu? Không hiểu. Tự nhiên du cái gì ở junior. À, cái này là ý là người ta kêu là bà là giống như là hoa hậu của cái nước nào đó. Trời ơi. Ừ. Ê, cái mặt tôi mà có nét hoa hậu á hả? Trời ơi, không tin luôn á. Tôi nói thiệt, chẳng qua là tôi lụng thôi, tôi mà cao là tôi cũng thi hoa hậu rồi đó. Với lại bà biết làm sao mà anh nói vậy không? Sao vậy? Tại vì nhiều khi cái này bà dùng phần mềm, dùng app nhiều quá, người ta nhìn không có ra. Trời. Trời ơi, phần mềm áp vậy đâu. Tôi chỉ chỉnh mắt xíu, mũi xíu, miệng xíu thôi. Mọi thứ chút xíu làm gì đâu nhiều. Thì mọi thứ chút xíu mà tụ lại là bà chỉnh nguyên cái hình không luôn. Không, hơi mệt quá. Cái này là thể hiện cái sự ganh tị. Giống như là, không có, ủa có ai mà hả kiểu kết bạn với bà không? Không. Cho nên là bà mới hả trong cái xóm này bây giờ bị dân của bà là ăn ế. Ăn ế cho nên là mới ganh ghét với tôi, cho nên mới nói mấy cái từ này đúng không? Nè, tôi nói thiệt cho bà nghe nha, không phải là không ai kết bạn với tôi, nhưng mà tôi không phải dễ dãi giống như bà. Nhiều khi kết bạn hàng loạt nhưng mà đâu có thời gian
sao mà đọc. Với lại trời ơi toàn tiếng Anh tiếng ơ đồ này nọ, trời không thèm đọc luôn á chứ. Nhưng đừng mà có nói hả, tôi thắc mắc á nha, bà hả chưa hả có nói chuyện người ta, chưa gặp người ta mà tự nhiên làm như xài xẻ. Biết đâu hả đây là một người tốt, ảnh hả ảnh thấy tôi đẹp rồi ảnh có ý là ảnh muốn nói chuyện với tôi, rồi còn cái chuyện mà sau này tương lai như thế nào á thì cái đó mình tính sao. Bà hay quá. Tôi nói cho bà nghe, nhất là bây giờ cái gì mà trên Facebook và trên mạng á, nhiều khi mình cũng phải cẩn thận, hiểu không? Chứ tự nhiên một người không quen không biết vô kết bạn với bà, xong rồi còn đẹp trai, rồi còn ở nước ngoài, xong tự nhiên khen bà tùm lum tùm la, tôi đa nghi lắm. Tôi không có tin tưởng ai. Bà là bà rất là dễ mềm lòng, bà rất là hay tin tưởng người khác. Ủa mắc cười quá à. Ủa bây giờ ha, người ta vô kết bạn với mình thì ha, bạn bè bốn phương mình nói chuyện với nhau thôi, có cái gì đâu mà ha đa nghi. Ủa người ta có cái gì đâu mà mình phải sợ. Thì tôi chỉ nói vậy thôi. Nói chung là bà phải cẩn thận, hiểu không? Trời mắc cười không? Nè, nếu như mà giả sử mà người ta có ý định muốn lừa gạt tôi đúng không, thì người ta phải tìm một cái đối tượng nào, ví dụ như ít nhất nhìn bà không có điều kiện hơn tôi, phải không? Đó, nhìn bà cũng sang gạo còn có cái để mà người ta lừa gạt. Còn như tôi, trời ơi nè, tôi nói bán cà phê tháng trời ơi có mấy triệu à, tiền nhà còn không đủ đóng nữa, lừa gạt tôi được cái gì? Thì chính là nằm ở cái chỗ đó, trời, những người như tôi là nó chưa gạt là nó đã không thể nào mà nó lừa gạt được tôi rồi. Còn bà đó, nhìn vô cái mặt bà là thấy là đã lừa gạt được rồi, hiểu không? Thôi mệt quá, bà lo xa quá. Nói chung đây là chuyện của tôi. Nói chung là ê kìa, không thích thì thôi, mà uống nước xong rồi trả tiền rồi đi về. À, trời đất ơi, được khen nữa nè. You're beautiful. Người yêu của bà là người Mỹ thơ đó. Ủa là sao tự nhiên nè nha nè, Mỹ ở đây có nghĩa là America. Đúng rồi, America. Đúng rồi, America được ha. Ủa gì kỳ vậy trời, xanh được